Hello anh em, đây là mình đây. Hôm nay mình lại hướng dẫn tiếp cho anh em cái mẹo là bắn cá anh em nhá. Cái mẹo bắn cá đấy thì vào luôn nhỉ. Đấy. Cái mẹo bắn cá ở đây là anh em hôm qua là có hướng dẫn cho anh em rồi, cái mẹo là bắn tới X10 này, X9 này, X10 này, trở lên là X40. Đấy, bắn như cái con này thì mình gọi là đảm bảo chốt cái lãi cho anh em khá là an toàn. Đấy, ok chưa? Cái lãi thì chốt lãi cho anh em cực kỳ an toàn luôn, mình vẫn là giữ được cái vốn của anh em nhá. Ok chưa? Thì mình nói chung là hôm nay là vào là hướng dẫn và chơi, nói chung là mình vào mình giải trí một tí anh em ạ. Đấy, thì khả năng mình sẽ gọi là bắn tầm 30 đi. Đấy, bắn mấy cái anh mẹ mày tầm X10 này. Đấy, X10 rỉa rỉa mấy con cá to lên anh em ạ. X mấy con rùa, mẹ mấy con rùa dai thế. Úi xổi phát ba anh em rùa luôn. Đấy. Thỉnh thoảng em rỉa rỉa mấy con cá to cũng được em ạ. À, cá tối đây là hơi dài này, vẫn là hiện tại vẫn là không giờ tối anh em nhá. Thì cá mú nó hơi dài một tí anh em ơi. Ui cá dài đét. Đấy, thì vốn thì cũng tầm 40m anh em ạ. Đấy, khả năng mình bắn chắc tầm khoảng 30 thôi. Mình bắn chắc tầm 30 thôi. Ui xôi cá dài thế không biết. Đấy, trường hợp gặp mấy con bot thì mình cũng rỉa rỉa mấy con. Ok, nổ ngay cho em nữa này. Nổ ngay cho em một em nữa luôn. Nào, mẹ cá dài thế, cá mú dài thế. Ok, nổ ngay cho em cá vòng này, khá tuyệt vời. Nào, mẹ săn bé rồng không ạ? Xem nổ bé rồng không? Ui xôi, tưởng lỗ cho bé rồng, giờ lỗ cho bé cá mẹ mày. Mình lưng tiền đi nhở, chắc là bắn tầm 50 đi. À, ok, lỗ ngon cho em bé cá vàng, mẹ cá chép ong dưa anh em ạ. Ây xời, nâng tiền cá là mẹ nó lỗ ngon luôn em ạ. Nâng tiền cá là bắn bon ngay, nay gỡ lại được ngay. Có khi mẹ lúc mẹ tôi đổi súng cái bắn hơi bon anh em ạ. Ây, trận này lắm mẹ cá chép ong dưa đấy nhỉ. Trận này bao nhiêu em cá chép ong dưa này. Ok, mình sẽ nhảy cóc em nhá, nhảy cóc mẹ săn mấy con cá chép ong dưa anh em ơi. Đấy, đã không thể bỏ đi đâu được. Nào, lại được ông thêm cả ông 50k vào. Ôi xời, nổ ngay cho em cá chép ong dưa này. Đấy, ông kia săn bot kìa. Ok, tôi săn bot cống, giời có gì đâu mà. Nổ ông này, ui bot hơi dài anh em ạ. À, săn luôn bé rồng nhau, những cái con rồng mà chạy ngang qua đầu mình như này anh em, đảm bảo lộ cho anh em luôn nhá. Đấy, thì khả năng là nếu mà những gặp trường hợp mà con rồng anh em có thể lưng lên tiền để mình bắn. Đấy, trừ trường hợp mà mẹ nhà cái thả bot ra thì tôi cũng chịu ấy. Ok, lộ ngay cho bé nữa này, ngầm luôn bé cá chép ong dưa. Mẹ mẹ ăn trách đấu của anh em tí nhở. Rồi sang rồng thì khả năng mình sẽ lên mức dần dần, lên mức dần dần anh em nhá, kết hợp luôn đấy. Ôi xôi, đéo ổn anh em ạ. Ơ, nổ kìa. Ngon, ui nổ thêm em cá chép ạ. Ôi ôi, họ. Ôi khoan, họ khoan. Mẹ đỏ thế nhở. Ôi chốt được cái lãi luôn ạ, mẹ thề. Ê, khả năng là chốt mẹ lãi cho anh em đi. Rồi, mẹ vào bắn mẹ tí tẹo đã mẹ nổ ngay cho em dòng. Lại thông thêm cả mẹ mình kết hợp với em cá chép vàng nữa. Mẹ quá tuyệt vời các bạn. 40m lên tận 57m. Là nói chung là bú được 17m anh em ạ. Quá là tuyệt vời. Khi mình chào nhau luôn anh em ơi. Lại thêm ông 50k là ông bắn cùng kìa. Đấy, nói chung ông vào ông bắn cùng cũng vui. Đấy, nhiều bạn nói chung là nhiều anh em vào bắn chung càng vui anh em ạ. Đấy, săn cá thì càng dễ. Cái thứ nhất là lỗ anh em bắn kiểu mẹ mình cay ắt được thì mình lục húp anh em ạ. Đấy, còn đâu là mẹ mình với anh em húp thì mình cũng gọi là húp nhẹ. Đấy, ông kia ông lại lổ cho cá to. Ấy lổ tiếp này. Ok, đi săn bot luôn của ông. Ấy trời ơi, nổ ngay bé bot ạ. À. Ông ơi mẹ xin phép ông là tôi mẹ nhót con bot của ông nhá. Đấy, ok chưa? Lên mẹ 60m rồi, bú được 20m rồi. 20m thì có lên nghỉ không như là. Nghỉ thì lại sớm quá đúng không? Đấy, mình thì mình giữ lãi, mình gọi là lấy lãi rồi, mình có lãi rồi, mình sẽ bắn nhỏ lại. Chắc tầm khoảng 30. Đấy, mình cứ gọi là thỉnh thoảng mình gọi rỉa mấy em cá như này anh em. Ok chưa? Đấy, lại hút được thêm 2 mở nữa kìa. Ui, nay thì gọi là nhân phẩm hơi căng em nhá. Đấy, nhân phẩm hơi căng. Đấy, cho ông kia ông bắn rùa, cho rùa yếu đi rồi mình vào mình săn anh em ạ. Ôi lại mẹ tiền tụt nhanh đấy nhỉ. Ông kia không thể bắn rồng luôn. Ông khôn phết nhở. Không thể bắn rồng luôn mà. Ông kiểu như kiểu nghe tôi hiểu tôi nói anh em ạ. Ông mẹ như kiểu chui xuống lòng giường nghe tôi nói. Ui, lại thêm em cá vàng nữa, ngon. Ui sổ, lại lổ thêm em cá vàng nữa kìa. Không phải của mình à? À không phải của mình.
Ông vẫn bú được con cá chép à, con cá mẹ đầu búa của mình. Hơi buồn nha, hơi buồn nha. Mẹ hơi cú nha. Ôi nói chung là mình hút rồi, mình hút nhiều rồi, mình phải cho mấy thanh niên trong đây hút cùng nữa chứ. Đấy. À, lên mức 40 bắn anh em ơi. Ok 40 hút luôn cá vàng. Quá là tuyệt vời anh em ạ. Mày nhiên này vào mày đỏ đen đen đầu đỏ đít anh em ạ, tụt xuống tiền cuối cùng mình đã gọi là chốt được cái lãi khá cao đấy. Thì anh em nào mẹ muốn áp dụng cái mẹo mình em có thể vào nhá, áp dụng luôn mẹ cực kỳ tốt luôn, đảm bảo anh em ui lỗ liên tục ạ, thề lỗ liên tục luôn. Giờ sang đợt cá mới anh em ạ, bú ngay là 31M khá ngon đấy, lỗ liên tục luôn mà anh em, lỗ liên tục tặc. Ông kia thì ông vào ông cũng hút được 2M anh em ạ. Đấy lúc đầu ấy ông 5M, bây giờ ông lên 7M rồi. Thì vòng này thì không phải vòng tôi thích em ơi. Đấy không phải vòng tôi thích. Đấy, vào thì anh em đại gia, anh em muốn mẹ em xả tiền em phải vào vòng này mà anh em xả này. Đấy, vòng này thì mình cũng gọi là rơi tầm khoảng mấy con mà từ 10x10 đến 40 anh em ạ. Đấy. Rồi thôi thì gọi là ship với anh em để dừng video này thôi. Chốt cái lãi cho anh em là 30 nhá. Đấy khá là ngon, mình vào mình gọi là đỏ, gọi là đen đầu đỏ đít thôi, nên là cuối cùng mình vẫn gọi là chốt được cho anh em cái lãi là 30, ok chưa, nhẹ nhàng 30. Đấy thì anh em nào muốn áp dụng cái phương pháp này thì anh em áp dụng luôn cho mình, bởi vì phương pháp mình thấy quá tốt luôn, quá cực kỳ ổn luôn. Đấy mình rỉa rỉa mấy con cuối cùng là lỗ liên tục, lỗ ngay chơi bé rồng này, lỗ ngay em bot này, đấy lỗ ngay mấy con cá chép vào ống dưa đấy anh em ạ. Thôi thì xin phép anh em đây dừng video ở đây nhá, và nói chung là anh em nào yêu quý cho tôi xin một like và đăng ký kênh. Đấy, hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo nhá.